vì sao chọn Jenny Party để học khóa sinh nhật. Mình có cả hàng nhiều lý do để thuyết phục nếu bạn chọn lớp khóa học sinh nhật của tụi mình. Đầu tiên nha, Jenny Party là một công ty trên 10 năm với khá nhiều nhân sự. Nếu bạn học xong thắc mắc gì thì gần như toàn bộ nhân sự của team từ bộ phận handmade, sale đến văn phòng đều có thể hỗ trợ bạn trong giờ làm việc từ 10 giờ đến 20 giờ, trừ các ngày lễ thôi, còn lại là đi làm hết. Thứ hai, Jenny Party có hai cửa hàng chính ở thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày đều nhận được rất nhiều sản phẩm để làm, nên các bạn đều biết rất rõ sản phẩm nào khó khăn ở bước nào, kỹ thuật mẹo ở đâu để có thể hướng dẫn cho toàn bộ nhân sự trong công ty, thì việc hướng dẫn cho các bạn học viên là dễ ợt thôi. Thứ ba, bạn có biết GWA không? Công ty chuyên tất tần tật các loại khóa học về sự kiện, sinh nhật, cưới hỏi. Người sáng lập công ty đó cũng đồng thời sáng lập Jenny Party luôn nha. Khi học khóa offline, bạn sẽ được học với GWA và Jenny Party luôn. Tụi mình có chuyên môn lẫn kỹ năng hướng dẫn đào tạo và mối quan hệ học người này chúc, người kia chúc, đảm bảo là yên tâm nha. Thứ tư, bạn có thể tìm phở bò tên tụi mình và xem về lượt đánh giá sản phẩm. Tụi mình trân trọng khách hàng và luôn ưu tiên giải quyết những vấn đề của khách lên hàng đầu, nên nhận được khá nhiều sự yêu mến khi bạn học là học viên đồng thời cũng là khách hàng, tụi mình sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ bạn. Thứ năm, tụi mình cập nhật liên tục sản phẩm mới nên việc cho ra khóa học tiếp theo nữa là rất nhiều, và nếu bạn là học viên cũ và muốn học nữa thì chắc chắn sẽ có ưu đãi rồi. Với chừng ấy lý do, bạn còn lăn tăn gì nữa không? Inbox mình nha.